hai khung 5 cm. Trước tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái khung ha. Rồi sợi ở đây mình sử dụng là sợi dù 1 mm màu trắng. Mình sẽ sử dụng cái một ít chỉ mai tay cũng cùng màu với màu sợi để mà lúc mà làm xong mình sẽ khâu vào cái khung á. Các bạn ở đây có chỉ cùng màu mình sử dụng ha, còn không thì các bạn có thể sử dụng sợi cước ha. Rồi kéo ở đây, kim mình sử dụng là kim đầu 1.0 ha, mình sẽ sử dụng đầu 1.0. Bật lửa để hơi sợi lúc kết thúc. Rồi bây giờ ở đây trước tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái sợi dây bính gồm có 6 mũi móc bính ha. Rồi các bạn sẽ quay lại móc vào, bỏ một chân bính đầu đi, móc vào chân bính thứ hai cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc về cho mình 1 2 3 mũi móc đơn nữa. 1 2 3. Rồi ở mũi móc đơn cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây cho mình 3 mũi móc đơn cùng chân. 1 2 và 3. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc về cho mình 3 mũi móc đơn. Rồi ở cái chân cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây cho mình thêm 2 mũi móc đơn nữa. 1 2. Rồi, các bạn sẽ móc qua bên đây cho mình một mũi móc trượt. Cắt cái sợi này. Rồi tiếp tục các bạn sẽ lên cho mình một bính. Rồi các bạn sẽ móc vào cái cùng cái chân này cho mình một mũi móc đơn nữa. Ở đây cái bính này là mình tính là một mũi móc đơn luôn ha, là tức là chỗ cái chỗ này mình là hai đơn một chân rồi nè. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn nữa. 1 2 3. Rồi ngay cái chỗ mà hồi nãy mình chung chân ba cái này nè, ba mũi này nè, các bạn sẽ móc vào đây mỗi chân cho mình là 2 mũi móc đơn cùng chân. Mình sẽ có được 3 cụm như vậy. 1 nè. 2 nè. 3 nè, rồi tiếp tục 3 mũi móc đơn nữa. 1 2 3. Rồi ở hai cái chân hồi nãy mà mình móc chung chân á, các bạn cũng móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân 2 lần. Đây lần thứ nhất, lần thứ hai. Rồi các bạn sẽ kết một mũi móc trượt vào đây cho mình và cái chân móc lúc nãy mình lên bính đó. Mình sẽ móc vào một mũi móc trượt. Rồi tiếp tục lên một mũi bính ha các bạn. Ở đây một mũi bính mình đã tính là một đơn ha. Và tiếp tục mình sẽ móc vào chân kế là hai đơn một chân ha. Là ở đây mình được là tịnh tiến, giống như tịnh tiến 1 2 đó các bạn. Đó, 1 2. Rồi tiếp tục ở đây để mình đánh dấu cho khỏi lộn, cái này nó nhỏ quá nha. Mình dùng cái ghi mình đánh dấu cho cái chân đầu tiên nè, chân mình lên bính nè, để mà hồi mình kết thúc cho nó không bị thiếu mũi. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp cho mình 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Rồi ở chỗ mà hồi nãy mình có hai đơn chung chân 3 lần ở đây nè. Đó, các bạn sẽ móc vào đây cho mình là 1 2 1 2 1 2 3 lần ha. Đây, chỗ này là chỗ mình tăng mũi đây. Mình cũng làm dấu luôn để hồi cho nó dễ thấy. Đây là 1. Rồi tiếp tục. 2. Rồi tiếp tục. 1. 2. 1.
Rồi các bạn móc tiếp 3 mũi móc đơn nữa. 1 2 3. Rồi ở đây là mình còn nè. 1 2 3 4 chân thì lúc nãy mình có hai lần mà V chung chân đơn chung chân á các bạn. Bây giờ các bạn tiếp tục cũng móc 1 2 cho mình ha. 1. Rồi các bạn lại làm dấu vào ha. Chỗ này là mình bắt đầu tăng mũi. Rồi ở đây mình đã được 1 rồi ha. Tiếp tục 2. 2 đơn 1 chân nè, rồi 1 đơn. Rồi tới 2 đơn 1 chân. Rồi, ở đây ngay chỗ cái ghim hồi nãy mình ghim làm dấu ở đây, các bạn sẽ trượt vào trong đó một mũi móc trượt ha. Đây, rồi tiếp tục mình lại làm dấu tiếp. Rồi tiếp tục cái hàng này mình sẽ bạn các bạn sẽ móc cho mình làm 22 ha. Bây giờ mình sẽ lên một mũi bính nè. Đây là mình đã tính 1 rồi. Rồi chân kế một đơn nữa là mình 2 đơn nè. Rồi tiếp tục ở đây trượt 1 2. Rồi các bạn tiếp tục móc cho mình ở đây là 2 mũi móc đơn cùng chân. Hay là đây được 1 2 à. 2 mũi đơn nè. Rồi 2 mũi đơn cùng chân là tổng cộng 4 mũi nè. Rồi tiếp tục các bạn lại móc cho mình 3 mũi móc đơn nữa. 1 2 3. Rồi ngay cái vị trí mình làm dấu đây mình sẽ tăng mũi tiếp tục là 22 ha, là tức là một đơn một chân, một đơn một chân rồi tới hai đơn một chân ha. Và ngay cái chân này mình sẽ móc một mũi đơn vào nè. Rồi các bạn làm dấu luôn cho nó khỏi lộn. Rồi một rồi ha. 2 nè. Rồi tới hai đơn một chân nè. Tiếp tục 1 nè, 2 nè, rồi 2 đơn 1 chân. Rồi mình còn một lần nữa ha. 1 2 2 đơn 1 chân. Rồi tiếp tục các bạn lại móc 3 mũi đơn qua đây. 1 2 3. Rồi tới cái vị trí này mình cũng đang tăng mũi tiếp tục đây. Đây là 1 ha. Mình làm dấu vô. Rồi 2 nè. Rồi 2 đơn 1 chân. Rồi 1 2 2 đơn 1 chân. Rồi mình sẽ trượt qua cái chỗ làm dấu bên đây một mũi móc trượt. Rồi các bạn lên cho mình một bính, mình làm dấu vào cái chỗ mình cái bính này. Rồi ở đây là mình đã có được một đơn rồi ha. Tiếp tục cái hàng này mình sẽ tăng tiếp. Hồi nãy mình là 22, bây giờ mình sẽ là 32. Ở đây các bạn đã có một rồi, bạn vào đây cho mình chân kế một mũi nữa là 2 ha. Rồi là 3 ha. Đây mình đã được 3 mũi đơn rồi ha. Giờ tiếp tục các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 đơn 1 chân là mình đã được 32 lần thứ nhất rồi đó. Rồi tiếp tục các bạn lại móc tiếp 3 mũi đơn nữa. 1 2 3. Rồi ở đây bây giờ đến cái vị trí tăng mũi tiếp tục đây. Mũi thứ nhất 1. Rồi các bạn móc cái này vào làm dấu. Rồi 2 3. Rồi đến 2 đơn 1 chân. Rồi mình tương tự ha. 1 đơn 2 đơn 3 đơn 2 đơn 1 chân. Rồi tiếp tục. 1 3 2 đơn 1 chân. Rồi tiếp tục 3 mũi đơn. 1 nè, 2 nè,
3. Rồi tiếp tục các bạn lại tăng mũi nha, ngay cái vị trí tăng mũi mình làm dấu đây. 1. Chân. 1 2 3 2 đơn một chân. Rồi mình sẽ trượt vào cái chỗ mình làm dấu qua đây một mũi móc trượt. Rồi các bạn lên cho mình một bính. Rồi mình sẽ làm dấu chỗ lên bính. Rồi tiếp tục. Bây giờ đây, bây giờ mình thử cái khung cho nó vừa chưa ha. À, bây giờ tới đây mình ngưng được rồi đó các bạn ơi. Nó đã vừa với cái khung rồi nè. À, các bạn lên cho mình thêm một hàng nữa ha. Để mình làm cho nó hơi rộng một chút, à, phải to hơn cái khung này một tí thì nó mới không có bị lúc mà mình lên không bị cong. Rồi mình lên một bính ha. Rồi à, hồi nãy á, là mình đã tới cái à, hồi nãy là mấy hai rồi ta, 1 2 3 3 2 rồi phải không? Bây giờ mình sẽ là 4 2 ha. Đây mình đã có 1 rồi ha. Rồi tiếp tục 2 3 4. Rồi 2 đơn. Rồi tiếp tục mình lại móc 3 đơn nữa ha. 1 2 3. Rồi mình tăng mũi. Rồi 1. Rồi mình sẽ làm. Ở đây mình không cần làm dấu nữa. Đây mình đã kết thúc rồi nên mình khỏi làm dấu nữa ha. 1 2 3 4. Rồi 2 đơn một chân. Tiếp tục 1 2 3 4 2 đơn một chân. Rồi 1 2 3 4 đơn một chân. Rồi các bạn móc tiếp 3 mũi đơn nữa. 1 2 3. Rồi mình tháo ghim ra luôn. Tiếp tục tăng mũi ha. 1 2 3 4 2 đơn một chân. Tiếp tục lần tăng mũi cuối cùng. 1 2 3 4. Rồi 2 đơn một chân vào đây. Rồi mình đã kết thúc hàng ha. Giờ các bạn sẽ kết mũi móc trượt ha. Rồi sau khi mình móc kết thúc mũi trượt ha, rồi mình sẽ được cái đáy túi như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc bính. Bây giờ mình sẽ móc lên thân. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân ở trên này ha, nửa chân trên thôi ha. Mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi móc đơn ha. Đó, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho đến hết hàng. Nửa mũi chân trên là mũi đơn. Sau khi các bạn móc xong một hàng mũi đơn rồi ha, các bạn cũng kết hàng một mũi trượt ha. Tiếp tục các bạn móc thêm cho mình là các bạn sẽ móc thêm cho mình hai hàng mũi đơn như vậy nữa nha. Mình cũng lên một bính. Ở đây mình sẽ móc vào nguyên chân bình thường, không móc nửa chân nữa. Rồi các bạn móc thêm cho mình hai hàng nữa.
Ở đây sau khi các bạn móc được tổng cộng 3 hàng mũi móc đơn rồi ha. Cái hàng cái lúc kết 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 cuối cùng này nè, các bạn kết mũi trượt nè. Các bạn sẽ không lấy sợi màu trắng qua mà các bạn sẽ thế sợi màu đỏ màu xanh vào nè. Này thì mình sẽ lấy cái sợi màu xanh vào luôn. Đó. Rồi đây các bạn sẽ cắt cái sợi màu trắng đi. Cột này là cho nó chắc, nó không bị tuột. Rồi, một lát mình sẽ giấu nó đi ha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc bính. À 4 mũi móc bính nha các bạn. 5, 5 mũi móc bính. Rồi, móc lên 5 mũi móc bính rồi cùng chân đó các bạn sẽ móc vào cho mình 1 mũi móc kép. Rồi tiếp tục các bạn sẽ bỏ hai chân móc đi và móc vào chân móc thứ ba 1 mũi móc kép, các bạn lại lên 2 bính rồi 1 mũi móc kép. Tiếp tục các bạn cũng bỏ hai chân móc, móc vào chân móc thứ ba 1 mũi móc kép, 2 bính, 1 mũi móc kép cùng chân. Rồi các bạn cứ móc như vậy cho đến hết vòng ha. Bây giờ khi mà mình móc tới đây rồi ha, thay vì các bạn sẽ trượt vào đây ha, và cũng không có trượt, không lấy sợi màu xanh mà các bạn sẽ lấy cái sợi màu đỏ vào để mình lên làm cái hoa giống như là nãy mình thế chuyện sợi màu xanh vào vậy đó. Thế bây giờ mình sẽ thế sợi màu đỏ vào chỗ mũi trượt này. Mình sẽ cắt cái sợi màu xanh đi ha. Những cái chỉ thừa này một hồi các bạn sẽ dùng kim khâu len mình giấu nó đi nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt vào trong cái ô này cho mình 1 mũi móc trượt nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 3 bính, 1 2 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào trong cái ô này cho mình 5 lần lấy sợi. Đây, giống như mình móc mũi kép nhưng mà mình không kéo sợi qua ha. Một lần. Hai lần. À không, bốn lần thôi nha các bạn, tại vì một bính mình đã tính một lần rồi. Một, hai rồi. Ba. Bốn. Rồi, bây giờ mình sẽ rút sợi qua ha, rút sợi qua những sợi trên kim này. Đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lên cho mình một bính, hai bính, các bạn sẽ lên cho mình hai bính ha. Rồi các bạn vẫn tiếp tục móc vào những cái chân này, đây những cái ô này này, những ô mà có hai kép một chân này nè. Các bạn sẽ móc vào trong đó cho mình 5 lần tương tự như hồi nãy. 1 2 5. Rồi các bạn lại rút sợi tương tự hai bính, 1 2 1 2 3 4 5. Kéo sợi lên hai bính. Rồi các bạn cứ tiếp tục móc như vậy cho hết cái hàng cái bông này ha. Rồi sau khi các bạn móc đến cái bông cuối cùng này, các bạn cũng lên cho mình thêm hai bính rồi mình mới kết thúc hàng ha. Các bạn sẽ kết thúc hàng qua bên cái chân bên đây cho mình. Trượt mình giờ mình sẽ lấy cái sợi màu trắng lên, mình cắt cái sợi màu đỏ này đi. Rồi bây giờ mình sẽ nối cái sợi màu trắng vào, trượt mình lấy nó qua. Rồi mình cũng cột sợi giống vậy. Rồi bây giờ ở đây các bạn lên cho mình một bính.
mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nhé. Ở đây mình móc đơn rồi nên cái sợi này mình sẽ giấu theo được nè. Đây mình giấu theo cái hàng móc đơn của mình luôn. Rồi các bạn cứ tiếp tục móc cho mình ha. Cứ mỗi mỗi chân móc là các bạn sẽ móc vào mũi móc đơn. Đây một mũi, lỗ này một mũi, đây một mũi, tiếp tục các bạn cứ móc như vậy ha. Sau khi các bạn đã móc được một hàng mũi móc đơn như thế này rồi, các bạn vẫn tiếp tục lên một bính nữa và móc cho mình thêm, các bạn móc cho mình thêm một hàng móc đơn nữa nha. Rồi mình móc thêm hai hàng móc đơn á. Đây là hàng thứ hai. Rồi sau khi các bạn móc hết cái hàng móc đơn này, các bạn sẽ tiếp tục lên cái họa tiết thêm một cái hàng bông như thế này nữa, tương tự giống như lúc nãy ha. Rồi sau khi các bạn móc thêm được một hàng hoa nữa, các bạn sẽ cũng sẽ kết vòng rồi mình nối chỉ màu trắng vào ha. Cắt cái sợi màu đỏ luôn rồi đó. Các bạn sẽ lên cho mình một bính. Rồi ở đây sau khi các bạn móc xong một hàng hoa như thế này, mình cũng tiếp tục lên hai mũi bính ha. Đây rồi các bạn sẽ móc vào chân móc cái bên này để mà mình lấy cái mình trượt mình lấy cái sợi màu trắng vào này. Các bạn lên cho mình một bính. Giờ ở đây này mình ướm thử cái khung của mình nó đã vừa cái này không, hay là nó có to hơn hoặc là nhỏ hơn không nha các bạn. Này là nó hơi to hơn chút xíu, nó chưa có lọt vào trong cái này được. Giờ các bạn sẽ thu mũi ha. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mình sẽ thu ở ở đầu, ở giữa, mình sẽ thu bốn bốn góc này đi. Đây 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 đây. Bây giờ các bạn tiếp tục móc cho mình mũi đơn đến đây đi, mình đếm sẽ được mấy mũi nha. Một hai năm mũi, 6 mũi, 6 mũi đi. 6 mũi các bạn sẽ thu mũi cho mình một lần ha. Đây, mình sẽ thu mũi chỗ này. Còn 2 mũi còn 1. Tiếp tục các bạn lại móc tiếp. 1 2 3 4 5 6 là mình thu tiếp ha. Hai mũi còn một mũi. Rồi mình lại tiếp tục. Một hai ba bốn năm sáu. Mình thu một lần nữa đi.
thầy. Rồi tiếp tục. 1 2 3 4 5 6. Rồi chúng ta thu một mũi. Đây, tiếp tục. Vậy là mình sẽ thu 5 lần á. 2 3. Đây chỉ còn có 3 mũi thôi. Mình thu thêm một góc chỉ ngay chỗ góc này một lần nữa nha. Rồi, bạn móc cho mình một mũi móc trượt. Rồi tiếp tục mình sẽ móc thêm một hàng nữa nè. Các bạn lên một bính nữa. Tiếp tục mình sẽ móc mũi đơn đến vị trí hồi nãy mình thu mũi, mình sẽ thu tiếp nữa nha các bạn. 5 6. Rồi mình thu mũi tiếp. 5. Đây là mình chỉ 5 thôi nha các bạn, tại vì đây nó đã đến vị trí thu mũi rồi nè. 5 mũi là mình sẽ thu một lần. Móc cứ đến cái vị trí thu mũi là mình sẽ thu ngay chỗ cái chỗ mình thu mũi hàng trước. Đây, chỗ này nãy mình thu mũi nè, mình tiếp tục. 3 trượt kết thúc nè. Giờ mình thử xem nó đã vừa chưa ha, nó đã lọt vào cái khung này được chưa. Vậy là được rồi đó các bạn. Giờ mình sắt cắt chỉ nha. Giấu cái sợi này đi. Rồi bây giờ mình sẽ khâu cái khung ha, mình sẽ đâm kim từ trong ra nè. Rồi mình đâm vào cái lỗ này. Bạn cứ khâu như vậy ha, mình khâu hết hai bên ha. Rồi đây là sau khi là mình đã sau khâu xong cái khung ha, mình sẽ được một cái túi như thế này.
Ở đây các bạn có thể không sử dụng họa tiết này, các bạn có thể sử dụng toàn là mũi đơn cũng được, hoặc là mình có họa tiết nào mà các bạn thấy thích ha. Mình điều chỉnh cái lúc mà mình điều chỉnh cái miệng túi á, mình cảm thấy nó rộng quá thì mình có thể thu mũi làm sao mà mình thấy nó vừa với cái khung, chứ các bạn không cần phải thu giống như mình ha. Bạn có thể điều chỉnh theo ý mình. Chào các bạn. Yêu thích móc len các bạn bấm giúp mình kênh đăng ký ha. Có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới mình sẽ trả lời. Xin chào các bạn nhé.